Để đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện ứng dụng báo cháy 114 tại các cơ sở kinh doanh, các khu nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn. Với những tính năng ưu việt, ứng dụng báo cháy 114 là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Đó là những nội dung chính sẽ được phản ánh trong chuyên đề An ninh Bạc Liêu kỳ thứ 13 năm 2022. Chuyên đề sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ và phát lại vào lúc 17 giờ 55 phút thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chuyên mục An ninh Bạc Liêu tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bạc Liêu, website công an.bacliêu.gov.vn, youtube.com/bacliêutv, facebook.com/truyền hình Bạc Liêu. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.